Tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN Cộng 3, AEM Cộng 3 vừa diễn ra tại Hà Nội, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và ba nước đối tác đã đưa ra tuyên bố chung về giảm thiểu tác động kinh tế trong bối cảnh đại dịch. Tham dự hội nghị gồm các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và ba nước đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Theo vụ chính sách thương mại đa biên Bộ Công Thương, kết quả nổi bật của hội nghị là các bộ trưởng đã thông qua tuyên bố chung về giảm thiểu tác động kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Theo đó, tuyên bố chung đưa ra các biện pháp kiềm chế áp dụng các biện pháp không cần thiết có thể ảnh hưởng tới dòng lưu chuyển của hàng hóa thiết yếu, thuốc và vật tư y tế trong khu vực, tiếp tục dỡ bỏ các hàng rào phi thuế quan cho dòng lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ trong chuỗi cung ứng nhưng vẫn đảm bảo các biện pháp hạn chế nhằm mục đích phòng chống dịch COVID-19 khuyến khích việc xây dựng các hướng dẫn cho phép di chuyển của thương nhân qua biên giới mà không làm ảnh hưởng đến các nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus, nỗ lực tận dụng hiệu quả quỹ dự trữ gạo ASEAN cộng 3 và tìm kiếm khả năng phát triển kho dự trữ vật tư thiết bị y tế thiết yếu, hỗ trợ và cho phép các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tận dụng công nghệ và thương mại số, thúc đẩy hợp tác hải quan để tạo thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa ở cửa khẩu. Để cụ thể hóa tuyên bố chung Bộ trưởng Kinh tế ASEAN cộng 3, các nước thống nhất sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch hành động ASEAN cộng 3 với những biện pháp cụ thể hơn việc các nước ASEAN cộng 3 thông qua tuyên bố chung và chuẩn bị kế hoạch hành động cụ thể cho thấy rõ hơn sự đồng thuận và hợp tác của ASEAN với ba nước đối tác lớn trong khu vực với tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng nhằm ứng phó với dịch COVID-19 cũng như sẵn sàng đối mặt với các thách thức khác trong tương lai.